Đi mép tới chơi. Cho anh 450. Mà đọc quá anh. Lịch sử tàn liếc không à. Em quyên cái bé lên dần đi nha. Đáng kinh nghiệm thế. Quỷ tái luôn nè. Trời. Binh cái mẹ bình cũng mẹ cái bình đánh thì ngu căm này mà người ta còn đánh cho cô ghi đánh thì ngu má là ban đầu là nó còn gì nó binh binh
Queen Aatrox này nhìn đã con mắt thật chứ. Chứ không phải là tán đã mắt hả? Giờ vào combat lật nó ăn y cái là tim bạn bốc hơi.
sâu biết bao nhiêu công lao. Mi nát mày giấc mơ hay sẽ gót để chân giờ ta sáng như là ông sao. Luôn đặt tập thể lên hàng đầu để được thành công. Tức là tưởng thấy chống tao không mang thứ vinh quang ích kỷ chấp nhận luôn về sau để đâu. Xin anh cho em một cơ hội. Cơ hội thì cũng phải thách đấu chứ em. Chứ bây giờ Lục Bảo thì giờ khó quá. Thiệt luôn á. Cho một cơ hội thì 5 tỷ đi. Giờ tài khoản đây trước nè. Ai trước thì có 1 vé. Bây giờ mấy thằng Lục Bảo vàng có cái này hay nè. Bây giờ anh gửi cho tài khoản ví dụ mà một vé 5 xị ai mà hắn anh cho 5 triệu. Chơi không? Trời ơi trời, chú ba ca sắc một nữa em. À, giỡn hoài mày. Cái này giả bộ có hủ khách đấu chơi thôi. Chinh một vé 5 triệu rồi. Tùng các bạn nha anh Tùng. Có không? Có mua vé đó không? Tùng có mua vé đó không? Tùng ơi. Cái vé nằm. Mẹ găng. Cái mày thách đấu kìa. Mày chết anh đi kìa, thách đấu kìa. Tao đã thử chết. Đấu đi vô chứ bây giờ chuẩn nghìn hai đi. Giỡn mày. Mày giỡn hoài mày. Má mày kêu ra 70%. Chắc 70%. Giỡn mày. Bắt đấu. Mày. Em muốn kèo gì? Anh thấy phiêu ra chắc em cũng 70% á. Phiêu ra chóc rồi cho em chọn. Em A. Rồi. Lực như cũ ha. Lực như cũ ha. Thua. Thì sao? Thua. Thì chết rồi. Sao? Thắng ai cũng vậy nha. Trời ơi, chưa mà. Em à, anh phiêu ra đi. Vậy là mày nó khinh mình không biết đánh phiêu ra. Nó thấy mình gọi là không có đánh phiêu ra. Nó giả bộ. Nó giả bộ ha. Anh nói nè, anh không đánh nhưng vẫn luyện. Đừng có nghĩ là trình anh sa sút. Mấy thằng nhóc như mày. Để vô game đi. Anh chỉ bây giờ hồi nhục lắm. Chắc anh đi chứ. Hiệu đốt mày giỡn tao mày. Mày hách đấu 1.300 điểm mà còn mang hiệu đốt nữa thì sao tao đánh lại. Hả? Em tên gì đó? Em sinh năm bao nhiêu? Sinh năm bao nhiêu? Tên gì? Em tên Yến hay không bố? Yên hả? Yên hay Yến? Mày solo mày hiểu đó. Đi trời. Yên hả? Yên có đi học chưa? Hai có đi học không? Sao không ôn bài đi? Ôn liền cho tao. Anh lên đường nghỉ hè hả? Rồi tập trung nha em ơi. Tập trung nha. Đủ trình không? Rồi. Lên ra nè. Lên ra nè. Lại đây mà lấy nè. Dễ lắm nhỉ. Dễ lắm. Cái đầu anh ra kẹo là tự nhiên cho tiền đâu em. Anh đâu có làm từ thiện. Anh đâu có làm từ thiện đâu em. Anh đâu có làm từ thiện đâu em. Anh đâu có dư tiền. Anh đang nợ mà. Hả? Anh đang nợ mà.
rồi fan sáo vậy đó, fan trăm kiếp tao quên đó nha. Ơi fan sáo đâu anh, fan trăm kiếp tao quên đó nha. Ơi alo à. Trời ơi, mày thiệt luôn. Gia kèo là tự nhiên em cho tiền đâu em, anh đó làm từ thiện, anh đó có làm từ thiện đâu em. Ngân hàng nó chuyển tiền qua ngân hàng nhà nước là cái gì vậy? Ngân hàng nó ngân hàng nhà nước hả? Cái trời. Alo. Sao đồ hãng ngân hàng gì? BDV. À. Bấm vô MB nó ghi ngân hàng nhà nước. À. Ủa gì Vietcombank đã bảo trì. Ủa? Bảo trì em ơi. Bảo trì rồi. Bè nhồ đã WeScan 5.000 đồng. Con trẻ và con non mặt.